Em xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2021. Ngày mới chúc toàn thể gia đình mình sức khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực nhé. Trước mắt mọi người đây là một giò cáo chuẩn nguồn gốc của Lai Châu, cáo Sìn Hồ Lai Châu. Thân lá xếp và hiện tại đang cho rất nhiều nụ. Có 9 ngồng nụ. Bây giờ để kiếm được những cái giò cáo như này là cực kỳ là khó nhé cả nhà nhé. Em phải nói như thế. Đây là của người chơi, người ta chơi rất lâu rồi. Đấy, 4 năm nay rồi. Cho mọi người ngắm kỹ một tí nhá. Đây, ngồng nụ nó đã to như này rồi. Các bác nhìn riêng cáo Lai Châu ấy thì nó là cáo xếp, nó cứng lá. Nó rất nhanh hồi cây. Ra mặt hoa thì nó tím đậm nên rất được nhiều cô chú anh chị em yêu lan là thích cái dòng cáo của Lai Châu, không như các vùng miền khác. Ngồng nụ đây. 9 ngồng nụ. Giò này là em chia sẻ với mọi người là 2 triệu rưỡi nhé. Thực sự bác nào mà có điều kiện thì mua về chăm sóc. Và mỗi một năm nó lên cho mới bệ lá như này. Đấy. Càng ngày nó càng, cái giò này nó càng khủng lên nhé. Càng ngày càng khủng lên đây. Đấy, nụ nó tím như này. Giò không số 2 triệu rưỡi. Tiếp tục một giò này nữa. Giò này thì có một cây cụ đây. Cây này thì nó rất nhiều cặp lá. Có 2 cây ngồng hoa vật vã ra đây. Đấy. Giò này bao nhiêu nhỉ? Đấy, giò này rất đẹp, nhưng rất đẹp luôn. 2 tác phẩm. Giò này là 2 triệu nhé cả nhà nhé. Bác nào có điều kiện thì làm cặp đôi hoàn hảo này về. Treo cho làm giò chấn vườn, gọi là cáo chấn vườn chẳng hạn. Đấy. Ok, 2 triệu nhé. Hình số 34, 2 triệu. Ok, thì bây giờ em lại tiếp tục đi vào những cái đơn Hoàng Thảo Ken, Lai Châu để cho các bác sưu tầm. Đầu tiên là hình 32, kèn ươm từ ki, 230.000 nhé. Hình 32, 230.000 ạ. Hình số 8, 250.000, cũng ươm từ ki, hình 8, 250.000. Hình A8 đấy. Kèn bây giờ thì không còn nữa, hàng giường nó không bóc được nữa rồi, hết tờ. A17, 250.000, cái này thì từ thân già. A11, 250.000, 11 đến 250.000 ạ. Đây, bộ rễ nó ra đây này rồi nhé cả nhà nhé. Các bác yên tâm là những cái giò kèn này là em trồng ở dưới hợp khí hậu ở dưới khu thành phố rồi nhé cả nhà nhé. Hình 10, 250.000, A10, 250.000 đúng không? Chỗ này thì dễ ra nhiều rồi. Hình 10, 250.000. Đa số là một thân thôi, một thân cứ 250.000. Hình 3, A3, 250.000. A4, cũng ươm từ ki, 250.000. A22, 250.000. A6, 250.000. A7, 250.000. Được, phải thế thôi. Mấy giò này, mời mọi người đi vào để tiếp tục những cái giò khác nhé. Giò Điện Biên Đông, một giò long thu đá hoa tím. Hình số 1, 250.000 các bác nhé. Điện Biên Đông và long thu đá hoa tím. Điện Biên Đông thì màu hoa nó vàng chóe luôn nhé cả nhà nhé. Cái long thu đá này cái gỗ nó hơi mục nhưng mà rễ rất là nhiều. Về các bác đặt cả cái này vào trong cái chậu này. Chăm sóc cho rễ. Hình 1, 250.000. Trồn.
Hình 7 220.000. Hình 7 220.000. Trời, lại bị hơi ngược sáng rồi đấy. Đứng lên. Hình 2 220.000 tròn nhé. Hình 2 220.000. Hình 8 220.000 ạ. Hình 8 220.000. Chuỗi ngọc. Hình 12 170.000. Ok. Đấy, đứng chỗ này thì nó không bị nắng này. Vàng hình 20 200.000. Hình 20 200.000. Giá báo hình 33 290.000. 33 290.000. Hình số 6 combo một giò đùi gà một giò phượng vĩ 200.000. Từ từ 200.000 thôi. Đùi gà lẫn phượng vĩ. Ok. Giờ này đi. Okay. Sơ để tiên thông số 80.000. Ghép đơn các bác nhé. Ghép đơn mọi người nhá. Sơ để tiên 80.000. 80.000. Hình 36 giá hương tam bảo sắc 800.000. Cái này thì nó vừa hết hoa xong này cả nhà này. Cây lá xếp ấy nhé. Từ từ. Cây lá xếp, đằng sau này vẫn còn nhiều cây. Hình 36 800.000. Hình 28 250.000. Đứng dịch cái đèn cho nó. Hình 28 250.000 các bác nhé. Được. Đấy, đấy. Trên em này nó vừa mưa xong. Đây, thời tiết vừa mưa xong. Hình 30 280.000. Hình 30 280.000. Giá báo. Hình 38 250.000. Hình 38 250.000. Giá báo. Okay. Cứ để bên ngoài đi, anh đứng đây cho nó. Hoàng thảo vôi, cái này nhiều mầm đang lên. Hoàng thảo vôi hình 41 350.000. Những cái giò này thuần rất lâu rồi cái nhà nhá. 350.000 hình 41 ạ. Về chỉ phun chống thối với B1 cho nó là năm sau là ngắm hoa thôi. Giá báo hình số 23 250.000. Hình số 42 long hoàng thảo vôi 200 280.000. Hình 42 nhé, hoàng thảo vôi 280.000, trồng không cô lúa. Dáng rất đẹp nhé. 280.000 ạ. Long thu xuân. Hình số 15 220.000. Long thu xuân hình 15 220.000. Giờ khi điệp tím này. Bản lá to này. Khi điệp tím bản lá to hình 14 800.000 các bác nhé. 800.000. Có 4 thân. 4 thân và kỳ. Kỳ và đang nứt nụ nữa. Ngọn thì đi phà phà ấy. Hình 14 800.000 ạ. Thuần rất lâu rồi cả nhà nhé. Hoàng thảo vôi hình 43 220.000. 43 220.000. Đẹp đẹp. Hoàng thảo vôi hình 44 300.000. Lật cả mặt sau để cho mọi người nhìn thấy bộ rễ nữa kìa. 300.000. Ấy, rễ đấy. Đây. Giá báo hình 31 250.000.
250.000 ra bán hình 31. Giờ chấm. Hình 40. Con thảo vôi 330.000. 40 330.000. Nói chung năm nay lan rừng dân người ta không đi lấy nữa, nên là nó rất ít hàng, khan hàng. Nó trầm tím này, 1.500.000. Quá khủng. Cái này các bác cái nhìn cái gốc này, nó bằng đúng cái bằng cái bút lông ấy. Hình 39 nhá, 1.500.000 trầm tím. Kìa, nuôi hai cái giọt đấy, ra báo. Hình 37, 250.000 ra báo. Có một nụ rồi cả nhà. Hình 37, 250.000. Con ra báo đang hoa. Đây, ok. Hôm nay em quay cái video ngắn ngắn. Thì còn cái thời gian rảnh rảnh thì mời mọi người đi tham quan cái không gian vườn lan nhà em. Cả một khu này là trầm. Đấy. Trầm đang hoa. Đấy. Như những cái giò như này là 250.000. Đấy. Bác nào có thích ở gần thì mua về để ngắm hoa. Đấy. Còn lại những cái giò kia thì có, nó hết hoa rồi. Có một số giò thì đang hoa thôi. Còn các bác mua về làm giống thì ví dụ như những cái giò như này cũng 250.000. Đấy. Một mã mầm gốc luôn. Về mọi người có thể là kích tiếp lên để cho lên mầm gốc nhé. Năm sau là có một giò to để chơi. Đấy, cũng 250.000. Đấy. Khu trên này của em thì là lại tiếp tục là kèn cho vụ tới, vụ năm sau. Ok, em rất cảm ơn mọi người nhé. Mọi người xem video thật là vui vẻ. Và cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để khi vợ chồng chúng em phát video để mọi người có thể xem được video và ủng hộ vợ chồng em. Em xin chào cả nhà, chúc toàn thể gia đình mình một buổi tối thật là ngon miệng và đầm ấm cùng bên gia đình nhé. Em xin chào cả nhà.